Cái lâu lâu mà thấy bưu tá, có một số chị bưu tá người ta rất nhiệt tình nha mấy anh chị. Bưu tá bên bưu điện em thấy đa số họ hỗ trợ rất nhiệt tình, lâu lâu mới có một hai người thôi. Còn lại những người bưu tá ở bên bên bưu điện thì họ hỗ trợ rất nhiệt tình. Đó, họ điện họ nói là nó tình hình là như vậy, nhưng mà họ nói là đặc biệt ông này là chuyên bơm hàng, mua hàng hồi giờ chưa bao giờ nhận của ai cả anh em. Đó, có những vị khách rất là đặc biệt như vậy luôn. Mua hàng thì nói trong bên em rất sợ cái tình trạng mà khách cứ mua là điện mua là nói là anh đã biết rõ rồi, nhưng mà bên em thường em cứ bảo là anh cần cái gì cụ thể hơn thì mình có thể liên hệ Zalo em cho hình ảnh cụ thể nha anh em nha. Đấy, rồi thôi không có dài dòng nữa anh em nha. Tối nay thì nói chung như cái tiêu đề tối nay là em hết biết đặt cái tiêu đề của em là gì nữa rồi. Giờ em đặt là còn gì bán đó đi cho nó nhanh anh em nha. Đó. Không nghe nha, em không có rotor 482 hàng tháo máy. Thực sự nói với anh, hàng rotor 482 mà hàng tháo máy bây giờ anh đi mua không có đâu. Anh chỉ có thể đặt hãng thôi. Giá hơi bị cao đó nha. Còn hàng tháo máy thì có chăng nữa thì người ta cũng giữ lại, người ta xài hết, chả ai đi bán lẻ cả anh nha. Nó thật sự một điều luôn, để người ta cấp cứu cho máy của khách họ. Bên em thì đa số 482 nếu mà khách hư thì em sẽ đặt hãng anh em nha. Chứ em không có tháo máy. Tháo máy thì giá nó gần bằng hãng rồi, đặt hãng mới sướng hơn. Thay đồ mới của hãng sướng hơn đặt tháo máy. Tháo máy nhiều khi nói với anh em nó chập trong đó anh em không biết đâu, về đo nó cũng không ra nữa. Đo nó không ra đâu, nhưng mà nhiều khi nó chập ở trong đó rồi thì về mình bỏ vô máy xài chạy không nổi chừng đó mình mới biết là nó chập ha anh em ha. Tối nay cái điện thoại em mạng nó có cái vấn đề gì á mà nó không coi được like của bất kỳ một cái shop nào cả. Đấy. Rồi xong chặn mạng luôn. Không biết nó đang bắt cái wifi gì nữa đây. Rồi đúng wifi của em mà sao lại không bắt được không biết. Rồi thì anh em mình xem like của em nha. Ví dụ như mình thấy trên bàn em á nó có những cái món nào mà nó chưa đúng nhu cầu của anh em, nhưng mà anh em đang cần cái món đó thì anh em mình có thể liên hệ em để em lấy cho anh em mình xem anh em ha. Rồi để em chỉnh lại cái tầm nhìn của cái điện thoại em một chút xíu. Sao tối nay cái tầm nhìn nó kỳ ta, cái tầm nhìn tối nay nó hẹp ghê ta. Rồi mọi thông tin về hàng hóa thì anh em có thể liên hệ em qua số Zalo 0903 840 137 nha anh em nha. Zalo của em là em có hai số điện thoại, một số điện thoại của em và một số điện thoại của vợ em. Đó. Mà hầu như đa số nếu mà anh em gọi điện thoại trong ngày á, nhiều khi em bận sửa máy sửa đồ á, thì hầu như là vợ em là người bắt máy nha anh em nha. Rồi. Thằng bê tông giá bao nhiêu? Bê tông thì cái thằng bê tông HR244 như anh đang thấy trên màn hình giá nó là 3,2 triệu nha anh nhé. 3,2 triệu kèm tay cầm nha. 3,2 triệu kèm tay cầm. Ba triệu hai kèm cái tay cầm đó. HR244 mấy dòng này là gọi là khỏe và trâu bò nhất trong cái dòng máy khoan bê tông Makita hệ không chủ than nha anh em nha. Rồi khoan chân phổ thông có thằng khoan biên nhông đây, thằng khoan biên nhông phổ thông thì giờ nếu mà giá cái tầm hoạt động mà xài quá ok thì em chỉ có con lấy tâm này thôi nha anh em nha. Đó, chân biên phổ thông này anh em có biên Trung Quốc trong đồ là bỏ vô xài ok này. Đó, nó chỉ có hai chân tín hiệu thôi, 1,2 triệu. Con này nó là động cơ không chỗ thang, đầu kẹp Autolock 13 ly nha anh em nha. Có hai cấp chỉnh lực nhanh chậm trên bàn phím và hai cấp tốc độ trên hộp số nha. Con này có chế độ kickback control nha anh em nha. Đó, khi anh em chống quặn cổ tay đó, khi anh em mà khoan mà chống như nó sóc mũi sóc đồ á thì khi mà nó vặn nó giật máy á là nó bị cái trường hợp là anh em hay bị lật cổ tay nè. Như với những cái con máy mà lực moment sáng nó lớn á, anh em mình rất rất bị dễ bị chặt khớp nha. Thành ra có chức năng chống quặn cổ tay nha anh em. Xài được chứ anh, xài thì được đó chứ, nhưng mà cái vấn đề bền thì nó, độ bền thì nó không có rồi. Đặc biệt mà máy không thang mà 14 thì anh em cắm 18 vô là cái thời gian rụng của nó sẽ rất là sớm. Còn ví dụ như dòng máy có chỗ thang thì nó được, máy chỗ thang thì nó chạy tua rất là cao nhưng mà nó không có bền. Anh làm chơi thì được, chứ còn nếu mà đi công trình công đồ thì em nghĩ nó không bền đâu. Nó nhất là nó, thứ nhất là nó nhanh ăn thang, nhà thang rất là nhanh hết. Thứ hai là chạy rất là nóng và nó ăn dòng cao. Rồi đây là đế tâm nha anh em nha. Thì nó tặng kèm cho anh em mình một cái đế để anh em mình để cho nó đứng. Nè, đó, cái đế này đứng rất là vững nha, tránh cái được cái tình trạng nó ngã máy nè. Rồi nó tặng kèm cho anh em mình một cái móc treo và một cái móc gài vít và một cái mũi vít nha anh em nha. Nó có trong hộp giấy đầy đủ nha anh em nha. Thì cái này là em để em livestream thành ra em không có có lấy đồ đầy đủ nó ra, chỉ để thân máy thôi. Thân máy nó tặng kèm cho anh em mình đầy đủ đồ luôn nha. Đó, sao tối nay cái màn hình sao nó sao cái góc nhìn nó hẹp dữ ta? Tối nay cái điện thoại em cái góc nó hẹp cực kỳ luôn á.